Dạ, xin mến chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Dạ, lời nói đầu tiên Út Mai Vàng Tịnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị đam mê mai vàng trên vùng miền đất nước luôn dịch sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Dạ, hôm nay là ngày 21 tây tháng 6 năm 2024. Em có lên 6 phô mai xù siêu quái, siêu đẹp và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em ạ. Dạ chào cô chú và anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị đã nhiệt tình ủng hộ cho em clip hôm qua nha, rất mau lẹ, rất nhiệt tình. Dạ hy vọng clip này 6 cây này kính mong quý cô chú và anh chị nhiệt tình ủng hộ cho em suôn sẻ và mau lẹ. Địa chỉ tàu lạc của em ở tại thị xã Tịnh Biên, cách chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên 500m cô chú anh chị. Dạ số điện thoại em là 0919 755 533. Em tên Út nha. Em có để số điện thoại bên góc phải màn hình cô chú anh chị. Số đó là số Zalo và Facebook của em nha. Dạ Facebook của em là Bonsai Tịnh Biên. Cô chú anh chị gọi là Bonsai Tịnh Biên là có cái trang cá nhân em ạ. Thì rồi không để mất thời gian quý báu của cô chú anh chị, em vào cây số 1 đầu tiên luôn ạ. Và cây số 1 đầu tiên là cây mai vàng siêu quái của chú anh chị. Cái con là con khó kiếm của chú anh chị. Con nó dặn rất là đẹp nha. Nó liền kích của chú anh chị. Em ôm cái củ em. Ôm cái củ trên luôn em. Trên. Đó, ở ngoài chà bá lửa của chú anh chị. Nó liền hết trơn nha. Cây này cũng rất là già, nó đang lên xù của chú anh chị. Đang xù nha. Cốt cành là gốc ngọn rất đẹp ạ. Rồi em xem đi. Đó, cái coi của nó cho chú anh chị nhìn nha. Nó liền kích cho chú anh chị. Cây đế bao đẹp cho chú anh chị. Hàng quái nha, hàng đáng cho cô chú anh chị mình sưu tầm ạ. Rồi em cho xin hứa em. Cao 45. Dạ chiều cao 45 ạ. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50. Cái này em đo nhiều khớp cho chú chị mình tham khảo cho chú anh chị. Đó cái củ đặt là 75. Củ đặt cứ như bậy đặt là 75 hoành chú anh chị, 75 nha. Đây vị trí này là 60. Đó, vị trí thứ hai là 60 à. Rồi, em luôn đi, em lên đó đi. Thôi khó đo chú chị nó liền với đây chứ chú. Vị trí này là 48. 48 à, đo sát đây luôn cũng như vậy. Rồi giật hết dây luôn đi. Vị trí này là 44. Sát dây luôn là hết giật được nữa là 44 bánh luôn chị. Em đông nguyên cái cụ tròn do này các em, đi chứ bánh nha. Củ này là 62. Củ tròn do là 62 à. Em đo cái ngọn như em. Cái ngọn là 18. Cái ngọn là 18 à. Cây rất đẹp chú anh chị, hàng quái vị cà na nha. Đây chú nhìn cái bệ nè, hết sức cái bệ luôn. Em bấu cái bệ về nha. Đó. Cái bệ đạn nó dữ lắm chú anh chị. Cây này cũng đang lên xù rất là nhiều của chú anh chị. Tương lai là chú anh chị về mình nuôi lên xù nha. Cây rất đẹp chú anh chị. Vậy rồi, cây mai vàng mã số 1 đầu tiên. Em xin mạn phép giao lưu cùng chú anh chị giá 9.500.000 ạ. Em bao ship cho cô chú anh chị là 300 số nha. Thì rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 2 à. Em xin mời ạ. Dạ rồi tiếp tục vào cây mã số 2 ạ. Dạ cây mã số 2 là cây mai sầu dịch cô chú anh chị. Dáng là thú nha. Cây rất đẹp, cây này chuẩn cây đẹp của chú anh chị. Nguyên con thú nha. Có cái đuôi rất là dễ thương của chú anh chị. Đó, cốt cành là chuẩn đẹp nha. Đó, giót ngọn luôn chú anh chị. Cái này sầu gần 100% của chú anh chị. Rồi, em xem đi em. Cái này em bao phê bao đẹp của chú anh chị. Quá đẹp luôn. Chuẩn cây bonsai luôn. Cái này cây sưu tầm của chú anh chị. Rồi, em cho xin số thôi. Cây ở ngoài rất đẹp chú anh chị. Sầu gần như 100% chú anh chị. Chiều cao là 25. Dạ, chiều cao 25 ạ. Đường kính bầu 42 ạ. Đâu mình tổng gì là 55. Đây, nguyên cái mình nạt nó là 55 hoành luôn chú anh chị. Trong cái hoành eo đi. Hoành eo là 33. Rồi, hoành 33 ạ. Cái đuôi như em. Em đo thử cái đuôi nha. Cái đuôi là 13. Úc cái đuôi 13, em đo thì mấy cái ngọn luôn em ơi. Cái ngọn là 13 luôn. Cái ngọn 13, em đo cốc số 1 như em. Kỳ số 1 là 15. Kỳ số 1 15 ạ. Cây này chuẩn cây đẹp của chú anh chị. Hàng đáng cho cô chú anh chị mình sưu tầm nha. Và thử rồi. Rồi em ôm con lên thú em. Cây ngoài em bao phê bò đẹp cho cô chú anh chị. Dạ rồi cây
mai xù dáng thú mã số 2. Em xin bản phép giao lưu cùng với chú chị giá 12 triệu ạ. À. Em bao ship cho cô chú chị 300 số nha. Thì rồi xin mời quý cô chú chị bước vào cây mã số 3, em xin mời ạ. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 3. Vậy cái mã số 3 là cây mai vàng, dáng quái thú của chú chị. Hết sức cái nồi đế của chú chị. Nồi đế thì đế không tử nha cô chú chị. Hết sức cái nồi đế rồi. Cốt cành là to lực của chú chị. Đó, cục nào nãy chà bá luôn chú chị. Cốt cành là đóng chuẩn đẹp luôn, đóng tứ diện của chú chị. Hết sức còn quái thú rồi. Giờ đế ngoài nhìn không tưởng luôn. Đó, có mấy dặn đế nó nằm đây chú chị, nằm đây nè. Đó, nằm trong đó nhiều lắm chú chị. Cây là chuẩn đẹp luôn. Cây này cũng rất là già chú chị. Nó bể sù liêu chú chị. Đó, mấy sù nách đó, sù nách chơi chú chị. Cây ở ngoài nhìn nó gân gút lắm chú chị. Nguyên cái đường sinh sống nè. Rồi, em cho xin ông số em. Dạ chiều cao 1m1 à, từ mặt với bầu của chú anh chị. Kính bầu là 85. Được kính bầu 85. 85 nhân cho 3, nồi đế là tương đương là 240, 250 rồi chú anh chị. Đây lửng lửng đây là 120. Đây, cụ lửng lửng là 120 ạ. Đây vị trí này. Thú nằm em đo nhiều khớp nha. Vị trí này là 76. Đây, vị trí đây nằm vị trí này là 76 hoành chú anh chị. Này là 55. Đây vị trí thứ 2 55 à, chích trên cổ. Cậu này là 49. Đây, tuốt trên cổ còn 49 quành nữa chú chị. Cái thóc thân như em với cái cốt cạnh em. Thóc thân là 28. Thóc thân 28 ạ. À. Em đo hai hạo hai cốt cạnh đây. Cốc chi này là 21. Cốc chi 21 ạ. À. Cốc chi thứ 2 cũng 21. Cốc chi 2 cũng 21 ạ. À. Em bơm cái nồi đế cho cô chú chị hình dung nha. Hết chiếc cái nồi đế của chú chị. Đế không tử nha. Nguyên thú trường nằm rất đẹp luôn. Cô chú anh chị chơi mặt này mặt tiền rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, mà em thì gợi ý gì nghe cô chú anh chị. Tại trên đây có hai cái chân trước anh chú anh chị. Nó chỗ rất là đẹp nha. Đó, mình chơi mặt này mặt tiền rất là đẹp chú anh chị. Để em lấy nét lại cho cô chú anh chị tham khảo nha. Đó, cô chú chị chơi mặt này gỡ tiền rất đẹp nha chú anh chị. Nói chung cái này mặt nào cũng như mặt đó chú anh chị. Ui, bún rất đẹp luôn. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 3. Em xin bản phép giao lưu cùng chú anh chị giá 35 triệu ạ. À. Em bao ship cho cô chú anh chị là 300 cái số nha. Dạ rồi, xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 4 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 4 ạ. À. Dạ, cây mã số 4 là cây mai xù 100% ạ. À. Một cốt của chú anh chị. Nồi đế siêu khủng nha. Đế là quyếp rừng quyệp luôn. Xù mà đế rất là đẹp đó chú anh chị. Hàng đáng cho cô chú anh chị mình sưu tầm nha. Có cốt cành là to lực luôn. Em bỏ mấy cốt cành em. Xù là 100% luôn. Xù mà không còn chỗ để xù luôn chú anh chị. Nồi đế là không tưởng thôi chú chị, không tưởng nha. Quá khứ rồi. Đế là quyết biệt luôn chú chị. Cái này hơi mặt này hơi trái nắng đâu chú chị, mình thông cảm nha. Đó, em quay chi tiết cho chú chị mình tham khảo à. Bây giờ đế mặt nào cũng như mặt đó luôn chú chị. Đế là 48 giờ nha. Quả thứ của chú chị ơi, hàng sưu tầm của chú chị. Đi rồi, em tiến hành em đo thông số cho cô chú chị mình tham khảo nha. Đường kính bầu là 1m08 ạ. Nồi đế là tương đương là 301-302 của chú chị. Cái dây đế dách chữ A em đo nhiều thông số cho cô chú chị mình tham khảo nha. Để là quyết luôn chú chị. Để như cây vú sữa vậy đó. Vị trí này là 112. Để tay à, 112 là
cái cũ bệ nạn đó chú chị, 112 nha. Để sổ xuống nha. Rồi, em đo đi. Đây, vị trí này là 92. Vị trí thứ hai là hoành 92 à. Là hai thông số của chú chị. Vị trí này là 76. Đây, vị trí thứ ba là 76 hoành à. Em đo nhẹ lên xíu nè. Đây, vị trí này là 72. Đây, vị trí thứ ba là 72 hoành à. Em đo tuốt đây luôn thử thôi. Ăn thua cái giá cả thôi. Đây, vị trí này là 60. Đo vị trí thứ tư là 60 nha chú chị. Là cao lên 2 tấc nha chú chị. 2 tấc này còn 60 hoành nha. Cây ngoài rất nâng cây à. Để sổ xuống nha. Để sổ xuống là 29. Để sổ xuống 29 nè. Rút chỉ số 1 là 27 à. Quá đẹp chú chị. Số 2 là 19. Rút chỉ số 2 là 19 à. Chiều cao luôn nè. Chiều cao lên 1m4 à. Quá đẹp của chú anh chị. Xù mà đế bạc cào luôn. Đế như cây vú sữa rồi chú anh chị. Không chống nha. Đây, trong đây có đế hết trơn của chú anh chị. Giờ đế rất đẹp nha. Cây có một vết thẹo thời gian của chú anh chị. Đó, khoảng hai ngón tay nha. Đó, mấy này em sành đá hết trơn rồi. Em xử lý keo rồi. Cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha. Cây sạch sẽ luôn à. Cảnh quá đẹp của chú anh chị. Đế là miễn bàn của chú anh chị. Đế là 48 giờ nha, hút 48 giờ luôn. Quá khứ rồi, người mẫu ôm không dám cái bộ đế luôn chú anh chị. Cây ngoài rất nâng cây nha của chú anh chị. Rất nâng cây ạ. Dạ rồi, cây mai xù mã số 4, em xin mong phép giao lưu cùng chú chị giá 75 triệu ạ. À. Em bao ship cho cô chú anh chị là 300 số nha. Cái này em phải đi xe tải chở tới nhà cho cô chú anh chị ạ. À. Cái này ship xa thì cô chú anh chị mình thương lượng lợi với ship lợi với em nha. Dạ rồi, xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 5 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 5. Dạ, cây mã số 5 là cây mai giáng long của chú anh chị. Cây rất đẹp nha. Này giống như nguyên con rồng ở trên nó xà xuống chú anh chị. Đó, có cái đuôi nó xà xuống chú anh chị, cô chú anh chị. Rất đẹp nha. Cái này cũng đang lên xù rất là nhiều chú anh chị. Này em quay cái thân ngoài nó lắc rất đẹp chú anh chị. Giống nguyên con rồng nha chú anh chị. Đó, ở đó là nguyên cái đuôi chú anh chị, nguyên cái đuôi nó xà xuống nha. Đó, lắc lượn chú anh chị. Đây, em quay cái dàn chân đế cho chú anh chị nha. Dàn chân đế rất là đẹp chú anh chị, rất là đẹp luôn. Đây nó xù hết trơn mình gốc chú anh chị. Nói chung cây này xù 40-50% chú anh chị, 40% nha. Đây em quay cái đậu co lắc cho cô chú anh chị xem nha. Đó, đây nè. Đó. Ở ngoài nó co lắc rất là đẹp luôn chú anh chị. Cái này cô chú anh chị nhìn thực tế ngoài đẹp rất là nhiều chú anh chị. Trong video em quay thì cô chú không thấy cái độ nó co lắc sắn nha. Đây. Nó sức kệ của chú anh chị. Nó sụp hết trơn nha của chú anh chị. Đây, mặt nào như mặt đó luôn. Em lấy nét rồi cho cô chú anh chị cho xem cho nó rõ nha. Đó, mặt hậu chú anh chị. Nguyên con rồng nha. Cô chú anh chị lấy cái này chơi phong thủy rất là tốt của chú anh chị. Đây, để chảy đều của chú anh chị. Để chảy đều hết trơn nha. Đây, ở dưới quay lên cho chú chị thấy cái độ cái sắn đó nè. Đó. Độ sắn rất là đẹp luôn. Đây. Chân đế nè. Đó. Sắn nó dặn rất đẹp nha. Đây nè cô chú chị, cái giọng nè. Nó giọng cái dặn nè cô chú chị. Đây nó lắc lượn nha. Lắc ở đây nè chú chị. Đó, một cái lắc một khúc cạnh nè chú chị. Rồi, em tiến vào em đo thông số em ơi. Quá đẹp luôn. Chiều cao 1m9. Dạ chiều cao 1m9 ạ. À. Tán ngang dài là 1m8. Tán ngang dài 1m8 ạ. Đường kính bầu là 85. Đường kính bầu 85. 85 nhân cho 3 nồi đế cũng 240-250 rồi chú chị.
củ lửng ở đây là 86. Đây, cái củ lửng là 86 à. Nơi vị trí này là 76. Đây, áp đế là 76 của anh. Thẳng thẳng luôn, thẳng thẳng luôn. Nơi đây là 61. Rồi, quạnh 61, tính 60 đi chú chị. 60 nha. Cái thoát thăng lên như em. Thoát thăng là 20. Thoát thăng lên 20 à. Em đo cho nó khớp chi số 1 năm đây luôn em. Đo ngang đây cho em, cho cô chú anh chị tham khảo đi. Ờ, em đo cho. Chi này 45. À, 45 chú anh chị là sát chi số 1 nha. Nó cách khoảng 5 tấc đó chú anh chị. Cúc chi này là 20. Cúc chi 20 à. Em đo cúc chi này thử hảo em. Chi này là 18. 18 à. Cây này cây chuẩn đẹp chú anh chị. Đây, nguyên một con rồng nó bay xà chú anh chị. Đó. Cái này của chú anh chị về mình trồng hơi chim nhẹ lên phần này nha, cho cái đọt nó hơi nghiêng về bên đây chút xíu nữa. Nó lật bên đây rất đẹp luôn chú. Đây nguyên rồng nó lắc chú anh chị có thấy không? Nó lắc cái này nó dặn nữa chú anh chị, nó dặn cho mình nha. Rồi nó đáp xuống đó chú anh chị. Quá đẹp chú anh chị. Thì cô chú chị có điều kiện coi thực tế cây ngoài rất là đẹp nha. Hàng này hàng sưu tầm của chú chị. Bên vườn em là chuyên sưu tầm những cây phong mai đẹp của chú chị. Đây chú chị nhìn cái nước sụ nè, sụ mà lên bú nè. Thì lên vú bò, cây bằng vú bò chú chị. Hết sức rồi. Để đảm bảo phê bao đẹp nha của chú chị. Mặt nào cũng như mặt đó của chú chị. Đó. Cây là sạch sẽ của chú chị. Đẹp từ gốc tới ngọn nha, cây không có bọng bể nha, em bao cho anh chú chị ạ. À, cái này sù khoảng 40-50% chú anh chị. Cái này tương lai chú anh chị về mình nuôi lên sù rất là nhiều nha. Đây em đứng cái mặt ức đó nè, mặt ức quay cho chú anh chị thấy cái độ co lắc nha. Đó, mặt này mới thấy độ co lắc nè, còn nãy bên mặt tiền thì thấy của chú anh chị không thấy cái độ co lắc nha. Đó, em quay chung là em quay vòng vòng tứ diện luôn, em quay từng chi tiết cho chú chị thấy cái độ co lắc của nó rất là đẹp nha, rất là duyên dáng à, như con rồng ở trong tranh vậy chú chị, trong tranh luôn nha. Dạ rồi, cây mai vàng giáng long mã số 5 em xin bản phép giao lưu cùng chú chị giá 95 triệu ạ. À, em bao ship cho cô chú chị là 300 số nha. Cây này nói chung em phải đi xe tải của chú chị, không có dịch vụ của chú chị, ở ngoài nó nặng khủng khiếp của chú chị, ở ngoài nó khủng lắm nha cô chú chị. Đây rồi, xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 6 ạ. À, em xin mời ạ. À. Dạ rồi, tiếp tục cây mã số 6 ạ. À. Dạ, cây mã số 6 là cây mai vàng, dáng phong chanh của chú anh chị. Hai cành bay đuổi rất là đẹp của chú anh chị. Dáng phong chanh nha. Cây này cây chuẩn đẹp của chú anh chị. Bên vườn em là chuyên sưu tầm những cây mai đẹp nha. Đó, cái thằng chủ nó lắc rất đẹp chứ chú chị, nó lắc rất nhịp nhàng nha, mỗi cái lắc mỗi cốt cành chú chị. Cái này giống như hồi xưa là ông già ông sửa từ nhỏ chú chị, mấy cốt cành ở ngoài khủng luôn chú chị. Cốt chi số 1 chú chị hết sức rồi đó, hai tay người mẫu ôm giáp của chú chị đó, chụp cành số 2 cũng vậy của chú chị. Để thôi miễn bàn, cây này rất là già chú chị, nó cũng đang lên sù nha chú chị. Đó, cô chú chị nhìn nè, em quay cái mặt lưng cho chú chị xem nha. Nó có thằng chủ nó lắc nè. Đó, lắc từ trên xuống dưới nha. Lắc mà không thua cây giáng long nãy luôn. Để bắp luôn. Chừng đế cổ thụ luôn chú chị. Cái tạm để rồi, không có xì nhè với chừng đế luôn. Đó, khi chồng của chú chị lắp lại này, cây gấp lực của chú chị, lắp lại nha. Tại nó nằm khơi ở trên mô chú chị, nằm khơi mà đắt chú chị, giờ mình lắp lại cây gấp lực à. Đây, em phải mặt hậu chú chị. Mặt hậu như cây trong chanh nhẹ vậy đó, hai cái nhánh bài đủ rất đẹp luôn. Cốc chị bài nó sẽ 2, sẽ 3, sẽ 2, sẽ 3 rất đẹp chú chị. Quá đẹp chú anh chị. Em thương hai cái nhánh chi bay của chú anh chị, hai chi bay đuổi rất là đẹp nha.
đó, cây phong cách giờ như cây xanh như cây tùng của chú anh chị đó, phong cách của nước ngoài nha. Có những cây tùng người ta chơi mấy hai cái nhánh bay chú anh chị, bay lả lả là lả rất là đẹp nha, rất duyên dáng. Rồi em cho trên đồng số mà dạ chiều cao 1m6 ạ. Ngang dài 1m5. Tán ngang dài 1m5 ạ. 1m50. Đường kính bầu là 1m. Đường kính bầu 1m ạ. 1m nhân cho 3, nồi đế là 300 chú chị. 300 nha. Em ra cua lửng ở đây là 81. Đây, 81 bành ạ, là cái cũ của chú chị. Nên vị trí này 65. Đây, hoành chuẩn 65 ạ. Bây giờ em bỏ cái cục bún này một đo ngang đây trên đây. Ừ. Nên vị trí 61. Đây, 61 hoành tính 60 đi chú anh chị. 60 một cái sát ngoài nhìn như như 70 mấy mấy chú anh chị. Cốc chi số 1 là 39. Cốc chi số 1 là 39 nè. Đó, thăng lên nha em. Thăng là 20. Thăng lên 20 ạ. Em đòi cốc chi số 2 em đây. Quả lực luôn. Bên đây là 34. 34 ạ. Em ơi mấy cây cho chú hình dung cây em. Ông chú chị hình dung nha. 60 6 mấy hoành mà nhìn nó sát ngoài như 80 hoành vậy đó. Để cây đó nó nâng của chú chị dưới mấy cái cốt cành đó, mấy cái tay đó nó. Nó mấy cái tay nó rất lực nha. Chú chị nhìn cái cây nó ngoài khủng lắm. Cây là em bao sạch sẽ nha, sạch từ gốc tới ngọn chú chị, không bọng không bể nha. Chung cây này của chú chị chơi mặt nào cũng đẹp chứ. Đây chú chị nhìn mặt này nè. Nó mặt này mặt mặt bên bên hông nè. Mặt lưng nè. Đó mặt lưng mà nhìn nè, lắc nè. Chú chị thấy cái độ lắc đó ha, mỗi cái lắc là một cốt cành luôn. Đó. Quá đẹp chú chị. Đây, mặt này đó, mặt này của chú chị chơi rất là đẹp nha. Đó, em khoái mặt này lắm nè. Đó, nói chung cái này chơi không có chơi mặt nào chứ, bốn mặt đều đẹp đấy chú chị, càng nhìn càng ghiền luôn. Lâu lâu em cũng sưu tầm được một cây đẹp đó chú chị. Chung này cây này đẹp từ gốc tới ngọn của chú chị, của chú chị nhìn nè, hai chi bay đủ rất đẹp, rất duyên dáng nha. Cái cây tự nhiên mà nó đủ gì rất là đẹp chú chị, rất là đẹp luôn đó. Mấy cái chi sẻ 2 sẻ 3 nó bà lớn nè, của chú anh chị hình dung là cây nó lực cái nào nó huống hồ gì cái này này ba mấy hoành nè của chú anh chị, nó cây này rất già nè chú anh chị, lên sụ hết trơn rồi, cọng rễ nó nè, cái tay em là không có xi nhê với cái rễ này luôn đó, huống hồ gì cái nguyên cái cây hết sức rồi. Quá đẹp của chú anh chị ơi, hàng đáng cho cô chú anh chị mình sưu tầm nha. Dạ rồi, cây mai vàng dáng phong chanh mã số 6. Em xin bằng phép giao lưu cùng với chú anh chị giá 110 triệu ạ. À. Em bao ship cho của chú anh chị 300 số nha. Cái này là hàng hàng độc thôi chú anh chị. Hàng hiếm nha. Cô chú anh chị có điều kiện coi cây thực tế ngoài rất đẹp ạ. À. Em bao cho cô chú anh chị không đẹp là em trả tiền xe, tiền xăng dầu cho cô chú anh chị mình về luôn. Đó. Em bao là nhìn ở ngoài thực tế ngoài nó mới thấy đẹp, đẹp hơn trong hình rất là nhiều ạ. À. Trong hình cô chú anh chị nhìn có 6-7 thôi. Đó, ở ngoài đó, nó đẹp tới 10 ạ. À. Không đẹp em không lấy tiền của chú anh chị nha. Dạ rồi, cây mã số 6 cũng là cây cú clip ạ. À. Dạ cú clip em xin chúc toàn thể cô chú anh chị xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Cô chú anh chị đi ngang qua chưa đăng ký kênh nhớ nhắn cho em xin một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có nhiều động lực sưu tầm nhiều cây đẹp về phục vụ cho cô chú anh chị ạ. À. Rồi em xin chào quý chú chị, hẹn quý chú chị clip sau, em xin chào ạ. À.